Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu gối vuông nhá. Gối vuông cao cấp bên mình này, kích thước 45-45 nhá. Đây, hàng bên mình rất chi là đẹp luôn. Hình in sắc nét nhá, đặc biệt là giặt không bị phai màu nhá. Có khóa tháo ra giặt được nhá. Bên trong là bông rất chi là dày dặn nhá. Đây, mình có tất cả phải đến hơn 30 mẫu nhá. Thì mình up mẫu nào được sẵn mẫu đấy, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Khi mà các bạn mua hàng ấy thì các bạn mình chỉ up được 1 đến 2 ảnh thôi. Khi mà các bạn muốn có nhiều ảnh ấy thì các bạn có thể inbox cho shop, shop sẽ gửi ảnh chi tiết để các bạn tham khảo nhé. Thôi, mình quay qua một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn nhé.